Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin thời sự tổng hợp. Và trước hết sẽ là phần giới thiệu những thông tin chính có trong chương trình. Tiếp tục lấy ý kiến đóng góp và dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992. Những dấu hiệu tích cực cho thị trường vàng. Kết thúc vòng đàm phán thứ 16 về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP. Tình hình trên bán đảo Triều Tiên rơi vào trạng thái căng thẳng hơn bao giờ hết trong suốt hơn nửa thế kỷ qua. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 3 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp ngài Alexander Feldman, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN, dẫn đầu đoàn đại diện các doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ của Hội đồng đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt chào mừng đoàn công tác và đề nghị hai bên thẳng thắn đề cập đến những vấn đề cùng quan tâm. Khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng mối quan hệ hợp tác thương mại với Hoa Kỳ, Chủ tịch nước cho rằng thông qua đàm phán tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, Việt Nam muốn mở rộng hội nhập kinh doanh với các thị trường lớn trong đó có Hoa Kỳ. Về cơ chế chính sách thu hút đầu tư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam tạo điều kiện cho doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư hiệu quả tại Việt Nam. Những dự án triển khai chậm tiến độ, hai bên cần bàn bạc, tăng cường trao đổi để rút kinh nghiệm. Chủ tịch nước mong muốn các doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cùng với các đối tác Việt Nam trong thời gian tới, tích cực hợp tác nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại hai nước. Ngài Alexander Feldman, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN cùng đại diện các doanh nghiệp của Hoa Kỳ đã bày tỏ vui mừng được sang thăm Việt Nam, tiếp tục khảo sát tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư. Ngài Alexander Feldman cho biết, thời gian tới, các doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ mở rộng các hoạt động xúc tiến thương mại với các đối tác Việt Nam trên các lĩnh vực cung ứng máy móc, thiết bị, mong muốn nhà nước Việt Nam tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư hiệu quả. Thông báo với Chủ tịch nước những kết quả chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp Việt Nam, ngài Alexander Feldman cùng đại diện các doanh nghiệp cũng chỉ rõ những thách thức mà doanh nghiệp Việt Nam phải nỗ lực vượt qua trong quá trình đàm phán thương mại TPP và khẳng định sẵn sàng hợp tác cùng Việt Nam để kết thúc đàm phán với những kết quả tốt đẹp. Ngày 13 tháng 3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp đồng chí Somphan Phanikhamy, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cùng đoàn công tác Quốc hội Lào đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Somphan Phanikhamy bày tỏ vinh dự được tiếp kiến Chủ tịch nước, thông báo với Chủ tịch nước kết quả hội kiến với Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân. Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Somphan Phanikhamy khẳng định mục đích chuyến thăm và làm việc của đoàn tại Việt Nam nhằm trao đổi những kinh nghiệm về xây dựng hệ thống văn bản pháp luật. Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Somphan Phanikhamy nhấn mạnh sẽ tiếp tục cùng Quốc hội Việt Nam xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững, hiệu quả, đi vào chiều sâu, góp phần nâng tầm quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai quốc gia, hai dân tộc. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh sự hợp tác chặt chẽ giữa hai quốc hội và cho rằng thành công của chuyến thăm là kết quả cụ thể hợp tác hàng năm giữa hai nhà nước. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam và Lào vừa tổ chức thành công năm đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hai bên đều hết sức vui mừng về những thành tựu đạt được trong thời gian qua. Đánh giá cao Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị trong nước và ngoại giao quốc tế thời gian qua, Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi thân thiết đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào, khẳng định làm hết sức mình để củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Ngày 13 tháng 3 tại thủ đô Viêng Chăn, ngay sau hội nghị cấp cao chiến lược hợp tác kinh tế ACMEC lần thứ 5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các nhà lãnh đạo đã có buổi đối thoại với khu vực doanh nghiệp ACMEC nhằm chia sẻ thông tin về những quan tâm chung và thảo luận hướng tăng cường hợp tác giữa khu vực nhà nước và khu vực doanh nghiệp. Các nhà lãnh đạo ACMEC đều cho rằng nỗ lực của chính phủ năm nước trong tăng cường hợp tác khu vực sẽ khó có thể đạt được kết quả thực tiễn nếu như không có sự ủng hộ và tham gia tích cực của khối doanh nghiệp. Do đó, các chính sách về tạo thuận lợi thương mại, đầu tư, du lịch, phát triển công nghiệp, năng lượng, xây dựng nguồn nhân lực đều hướng đến việc tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và điều kiện cần thiết để các doanh nghiệp có thể làm ăn sinh lời và phát triển, để rồi từ đó đóng góp vào nỗ lực cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, bảo đảm an sinh và ổn định xã hội. Trao đổi với đại diện khu vực doanh nghiệp ACMEC, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao vai trò của khu vực doanh nghiệp trong phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia cũng như tiến trình hợp tác và hội nhập khu vực. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Hội đồng Kinh doanh ACMEC cùng tham gia thực hiện chương trình hành động ACMEC giai đoạn 2013-2015 và mong muốn nhận được sự phản hồi của các doanh nghiệp về tính thiết thực và tác động của các nội dung hoạt động để có sự điều chỉnh kịp thời. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các nhà lãnh đạo khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho giao lưu thương mại và đầu tư, đưa ACMEC trở thành sự lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp khu vực và quốc tế.
Ngày 13 tháng 3, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác của Trung ương đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa. Sau khi nghe báo cáo của tỉnh ủy Thanh Hóa, đồng chí Lê Hồng Anh đã biểu dương những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa đã đạt được trong năm qua, góp phần tích cực vào thành tựu chung của cả nước. Trong đó nổi bật là kinh tế tăng trưởng khá cao, đạt 10,3%, GDP bình quân đầu người đạt 1.065 đô la Mỹ, gần bằng mức bình quân chung cả nước. Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 17,3%, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng an ninh được củng cố. Tỉnh đã có cách làm sáng tạo, thiết thực trong thực hiện chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, thực hiện nghiêm túc nghị quyết Trung ương 4 khóa 11. Đồng chí cũng chỉ rõ, Thanh Hóa vẫn còn những mặt tồn tại, hạn chế như tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa đạt kế hoạch, cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch chậm, kết cấu hạ tầng, nhất là ở vùng núi, vùng dân tộc còn thiếu và yếu. Cũng mạnh dạn trao đổi, các đồng chí cũng nên lưu ý là tập trung một số vấn đề sắp tới như sau. Cái thứ nhất là tập trung lãnh đạo và chỉ đạo nhằm khai thác và phát huy tốt các cái tiềm năng và lợi thế của địa phương để phát triển nhanh và bền vững trong cái thời gian tới. Đồng chí Lê Hồng Anh khẳng định, năm 2013 là năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2011-2015 và là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Vì vậy, đề nghị tỉnh tập trung phát triển kinh tế trên cơ sở quán triệt sâu sắc và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp. Thưa quý vị, trong ngày 13 tháng 3 tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách góp ý dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992. Các Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Uông Chu Lưu và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Ủy viên Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp, Trưởng ban biên tập dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 Phan Trung Lý đã chủ trì hội nghị. Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu rõ, quá trình sửa đổi hiến pháp đã diễn ra đúng kế hoạch, tiến độ và đạt được một số kết quả quan trọng. Đến nay, nhiều cơ quan tổ chức địa phương đã bước đầu tổng hợp sơ bộ ý kiến góp ý của nhân dân. Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp đã tổ chức một số đoàn đi kiểm tra về tình hình lấy ý kiến nhân dân tại một số địa phương. Qua kiểm tra bước đầu cho thấy nhân dân phấn khởi, tin tưởng, cơ bản đồng tình với dự thảo sửa đổi hiến pháp do Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp công bố. Trong đó có rất nhiều ý kiến phong phú, sâu sắc, tâm huyết và trách nhiệm, thể hiện sinh động quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng hiến pháp. Tuy nhiên, việc triển khai công việc này ở một số nơi chưa được cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo sát sao nên kết quả còn hạn chế. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, hội nghị này là dịp để các vị đại biểu Quốc hội chuyên trách phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của mình tham gia tích cực vào dự thảo sửa đổi hiến pháp, thể hiện ý chí nguyện vọng của cử tri. Qua thảo luận, nhiều ý kiến đại biểu đề nghị cần nghiên cứu để trình bày ngắn gọn, cô đọng, xúc tích, dễ hiểu hơn trong phần thể hiện lời nói đầu, bảo đảm văn phong pháp lý, đồng thời phải có tính khái quát cao, nêu bật được truyền thống yêu nước của dân tộc. Thảo luận về điều 9 quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong dự thảo hiến pháp năm 1992, nhiều ý kiến cho rằng tại khoản 3 điều 9 cần khẳng định nhà nước đảm bảo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của mặt trận và các tổ chức xã hội khác hoạt động, chứ không nên quy định như dự thảo là nhà nước tạo điều kiện. Đồng thời đề nghị cần có quy định thể hiện vai trò của các tổ chức thành viên của mặt trận trong dự thảo hiến pháp. Các đại biểu nhận xét quy định tại chương 2 của dự thảo sửa đổi hiến pháp đã tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tán thành với cách thể hiện như dự thảo sắp xếp lại các điều theo các nhóm quyền để đảm bảo tính thống nhất giữa quyền con người và quyền công dân, bảo đảm tính khả thi. Vào chiều 13 tháng 3 tại Hà Nội, báo Quân đội Nhân dân đã tổ chức cuộc tọa đàm một số nội dung về xây dựng quân đội và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc được nêu trong dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992. Tham dự cuộc tọa đàm có nhiều chuyên gia và các nhà khoa học trong lĩnh vực quân sự. Chủ trì cuộc tọa đàm, Thiếu tướng Lê Phúc Nguyên, Tổng biên tập báo Quân đội Nhân dân cho biết, nhằm nâng cao chất lượng các ý kiến đóng góp vào dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992, suốt hơn 2 tháng qua, báo đã chủ động, tích cực tổ chức, chỉ đạo chặt chẽ và có nhiều hình thức phong phú tập hợp ý kiến nhân dân. Đồng thời, báo cũng đã lựa chọn những ý kiến hay, sâu sắc, có chất lượng để đăng tải trên các ấn phẩm của đơn vị. Tại cuộc tọa đàm, các chuyên gia, nhà khoa học đã tập trung tham gia làm rõ hơn về một số nội dung bổ sung tại Điều 70, Chương 4, trong đó tập trung bàn về bản chất giai cấp của quân đội nói chung và Quân đội Nhân dân Việt Nam nói riêng, sự cần thiết phải hiến định vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đối với lực lượng vũ trang nói chung và Quân đội Nhân dân Việt Nam nói riêng trong Hiến pháp, Điều 70, Chương 4.
nội hàm và hình thức thể hiện vị trí vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với Quân đội Nhân dân Việt Nam. Các đại biểu cũng đã tham gia đóng góp, đề nghị cơ quan soạn thảo hiến pháp chỉnh sửa một số câu chữ, ngữ nghĩa để những nội dung liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng quân đội được chặt chẽ, rõ nghĩa hơn. Cũng trong ngày 13 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992. Đa số ý kiến tán thành với bố cục, nội dung cơ bản, các quy định của dự thảo. Các đại biểu cũng đánh giá cao những quy định trong dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới. Tuy nhiên, dự thảo cũng còn nhiều vấn đề cần được bổ sung, tiếp tục làm rõ. Nhiều ý kiến khẳng định điều 27 của dự thảo khá ngắn gọn nhưng chưa thể hiện hết được nội dung. Các đại biểu đề nghị bổ sung một số nội dung như hưởng chế độ thai sản là quyền của phụ nữ, nhà nước cần có chính sách hỗ trợ phụ nữ khi sinh con, bất kể là lao động nữ hay không. Nhà nước, xã hội và gia đình tạo cơ hội để phụ nữ thực hiện quyền bình đẳng, tham gia quản lý lãnh đạo. Lao động nam nữ làm việc có giá trị ngang nhau về tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội như nhau. Thì chị em đồng tình rất là cao, đề nghị là phải giữ những các cái quy định của điều 64 ở trong hiến pháp hiện hành là gia đình là tế bào của xã hội. Hai nữa là vấn đề gia đình thì trong này chúng ta có quy định là nam nữ có quyền kết hôn, thì chị em đề nghị là làm rõ cái quy định này. Nếu nói như vậy thì có thể hiểu là nam có quyền kết hôn với nam và nữ có quyền kết hôn với nữ. Thì cái vấn đề mà bây giờ chúng ta cũng đang, xã hội cũng đang quan tâm là vấn đề hôn nhân đồng tính đấy. Thì mình làm rõ cho cái vấn đề này. Cũng có ý kiến cho rằng phụ nữ chiếm hơn 50% dân số cả nước nên hiến pháp cần bổ sung một điều quy định về Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, một tổ chức chính trị, xã hội, tập hợp đông đảo lực lượng nữ cả nước với mục đích hoạt động vì sự tiến bộ, bình đẳng và phát triển. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp thu và tổng hợp đầy đủ các ý kiến đóng góp để chuyển đến Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp. Vào sáng 13 tháng 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992. Với tinh thần trách nhiệm cao, đại diện các tổ chức đoàn thể đã nêu lên nhiều ý kiến sâu sắc, trí tuệ, tâm huyết đóng góp vào dự thảo. Tại hội thảo, các ý kiến góp ý vào dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 đề cập khá toàn diện tới nhiều nội dung cơ bản trong dự thảo. Các đại biểu nhất trí cho rằng, qua 20 năm thực hiện hiến pháp năm 1992, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Tuy nhiên, các ý kiến cũng khẳng định sự cần thiết phải sửa đổi hiến pháp năm 1992 để xây dựng một bản hiến pháp phù hợp hơn với yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới. Tôi mong muốn và ước ao hiến pháp lần này là làm thế nào mình nêu lên được, cái đề cao được cái ngọn cờ dân tộc dân chủ. Mà ngọn cờ đó đã đi theo dân tộc ta suốt mấy mươi năm nay, từ khi có đảng đến bây giờ. Mà chính ngọn cờ dân tộc dân chủ nó đã làm nên cách mạng tháng 8, đã giúp cho chúng ta có chiến thắng Điện Biên Phủ, có chiến thắng 30 tháng 4. Thì bây giờ chúng ta nên phát dương cao, tiếp tục dương cao ngọn cờ dân tộc dân chủ đó để mà tập hợp được đông đảo nhân dân, để tập hợp để làm thế nào toàn dân của ta được đoàn kết, đi theo đảng để mà xây dựng đất nước chúng ta phát triển mạnh hơn, bình vững hơn. Trong bản dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 thì chúng tôi thấy có những cái bước đột phá rất lớn, nhất là về tôn giáo và tín ngưỡng, như thay đổi từ chỗ cụm từ công dân có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo đổi sang mọi người. Nhưng mọi người ở đây có nghĩa rất là rộng, có nghĩa là công dân Việt Nam ở mọi giới tính, ở mọi hoàn cảnh, ở mỗi địa phương đều có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã đóng góp nhiều ý kiến vào bản dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992. Các ý kiến này sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổng hợp đầy đủ, chính xác, khách quan trong báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý đối với dự thảo để có cơ sở hoàn thiện dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992.